Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay em có một ít cây kia bạch hỏa vương. Bạch hỏa vương là một cây lăm cánh trắng, bệt mũi trắng ạ. Đây là vừa rồi nó mới lở lại ở Hải Phòng đây cả nhà nhé. Lở lại miền Bắc. Cây bạch hỏa vương thì nó cũng rất nổi tiếng rồi và nhiều bác chơi. Thực ra những cái mặt hoa mà lăm cánh trắng mà bệt mũi trắng như này thì chơi nó không lỗi mốt các bạn. Giá thì bây giờ nó cũng rất là sưu tầm, rất là dễ rồi. Con này thì đặc biệt cái con này là nó có một cái bộ cánh trắng tinh. Đấy, cánh trắng tinh. Và khuôn lưỡi rất là đẹp này ạ. Đây là cây nó lở lại này nhá. Lở tại miền Bắc mà cũng đạt như này là cây rất là phê rồi. Cây này nó có một bộ cánh trắng sứ, cánh rất trắng đấy ạ. Thì hôm nay rất nhiều bác hỏi ki thì em cũng có vặt được một ít ki ở đây. Đấy, em chia sẻ cho anh chị em. Những cái ki này các bác nhìn này, tất cả vẫn còn tươi roi rói luôn cả nhà nhá. Ki rất đẹp. Con nào rễ thì nó cũng một đống rễ này, rất là khỏe. Thì tầm này về các bác trồng luôn là ok rồi. Ki thì nó cứ dao động tầm độ chắc là được khoảng 6 7 8 cm gì đấy nhá. Nó có con nọ con kia. Thì những cái hàng như thế này thì em chia sẻ cho anh chị em với giá là 260k cho một ki. 260k một ki nhá. Lần trước thì những cái ki này nếu như mà em trồng một cốc ấy đấy thì là giá nó phải rơi tầm khoảng trên 300. Thôi em chia sẻ luôn này về để anh chị em vào thì ki cũng mới vào xong, lá vẫn còn rất tươi. Mới nay trời đang mưa rất là mát trời. Cây rất là khỏe nhá. Thì giá là 260k cho một con. Nó cứ dao động khoảng tầm 6 7 cm gì đấy. Và 6 7 8 cm chẳng hạn nhá. 260k một con. Có một cái con này nó hơi bé này. Con này nó hơi bé thì con này thì nó chỉ ngắn hơn một chút thôi. Con này thì em lấy là 200k. 200k chứ bình thường một cái mắt ngủ giờ cũng phải 100k rồi cho cái dòng này. 200k. Còn ở đây là nó có 6 ki ươm tự nhiên. Bác nào thích lấy ki ươm tự nhiên thì các bác báo em. Cái ki này thì nó cũng là con bạch hỏa vương nhưng mà ươm tự nhiên này nhá. Rễ thì nó cũng xuống chậu cũng tương đối rất là khỏe. Đấy, 6 ki này. Thì 6 ki này em bán đồng giá là 160k cho một ki. 160k cho một ki nhá. Ki rất là khỏe. Đấy, có 6 cái ki ươm tự nhiên. Tiếp theo em bán cái hàng kẻ bầu sinh viên này. Từ trước những cái hàng bé bé này rất nhiều bác sưu tầm. Thì ở đây nó có chia thành nó có gần chục gốc thôi. Nó có những cái con nó đang lên kẻ ngay như này cả nhé, lên kẻ. Bây giờ nó có bốn con này, bốn con này là ki ươm tự nhiên này nhưng mà nó chưa lên kẻ quá nhé, chưa lên kẻ. Đấy, chưa lên kẻ. Thì bốn cái ki này em bán đồng giá nhé, em bán đồng giá là 130k cho một ki. Thì nó chưa lên kẻ này nhé, chưa lên kẻ. Đấy, 130k cho một ki. Các bác về làm giống, có ki về các bác nuôi nó lên một đoạn nữa thì nó lại kẻ. Đấy, cái giống kẻ bầu này, nó là như vậy. Tiếp theo ở đây có bốn con này. Bốn con này thì nó có kẻ nhưng mà nó ít kẻ nhá. Đấy, con số 1 này. Đấy. Con số 2 này. Nó có lên kẻ rồi nhưng mà nó ít nhá. Con số 2 nó hơi rách lá một tí nhưng không sao rồi. Con số 3 này. Con số 4 này. Con số 4 này có được ạ. Thì bốn con này thì giá là 180k cho một ki kẻ nhá. Đấy, còn có một cái con này nó lên rất là đẹp. Dễ rất là khỏe, con này sọc từ chân rất đẹp. Thì con này em lấy là 350k. 350k cho ki kẻ đẹp này. Đấy, rất là vip. Đấy, thì hôm nay có bạch hỏa vương và kẻ bầu. Giá rất là sinh viên. Các bác nào mà sưu tầm được cây nào các bác nhanh tay liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Còn em xin cảm ơn. Sổ rất là tươi, đẹp. Anh em nhanh tay.